Xin chào các bạn đã theo dõi kênh video của Xe Điện Motor Điện, kênh video hàng đầu về phụ tùng đỗ xe các loại. Ở video hôm nay, như vừa rồi các bạn đã được review cái chi tiết cái động cơ này, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ combo làm xe scooter, xe đạp sử dụng động cơ 4 thì 49cc. Bộ sản phẩm trọn bộ đầy đủ như trong hình ảnh. Động cơ có hộp giảm tốc kèm theo hộp giảm tốc các bạn nhé. Đây là cái hộp giảm tốc các bạn này. Thì thường thường các bạn là chế xe mà không dùng cái này thì nó sẽ không đi nổi đâu các bạn ạ. Đấy. Nếu như chỉ có cái đầu chuông thì một số các cái chỗ nó bán rẻ thì nó chỉ đua cái đầu chuông bình thường không có giảm tốc. Thì cái đó nó rất là yếu và các bạn đi không nổi đâu. Đấy, cho nên là khi mình bán hàng thì phải tư vấn trước cho khách hàng, cho các bạn biết là như vậy. Nếu các bạn mua động cơ 29 hoặc 49cc, các bạn phải mua cái hộp số giảm tốc này thì các bạn mới làm xe đạp hoặc xe scooter nó mới đi nổi các bạn nhé. Chứ còn bình thường các bạn chỉ lắp mỗi cái chuông với cái nhông vào đây thì các bạn không đi nổi đâu. Thì cái hộp giảm tốc này nó giảm đi 4,5 lần này. Đấy, và qua cái bộ nhông xích này. Đấy, thì các bạn lắp xe đạp cũng được, xe scooter cũng được. Thì đây là một cái bộ nhông líp. Cái bộ nhông này thì có sử dụng líp các bạn nhé. Đây. Đấy. Khi các bạn chạy trớn này là nó sẽ líp, nó sẽ quay tròn trơn, nó rất là bon. Chứ không giống như cái dòng mà các bạn làm bắt nhông trực tiếp lên bánh xe ấy, thì khi các bạn chạy nó sẽ bị, các bạn không ga nữa thì nó sẽ quấn theo cái động cơ. Thì cái này nó có sử dụng líp. Đấy. Thực tế là các bạn cũng không cần sử dụng líp cũng được. Nhưng ở đây là mình làm cái bộ này với mục đích là cho các bạn chế xe đạp thành xe máy xăng 49cc. Thì cái líp này nó có vặn được luôn trên cái xe của mình, trên cái mirror sau của mình. Các bạn có hai phương án, một là vẫn để bàn đạp và hai là bỏ bàn đạp. Đấy. Nếu như các bạn để bàn đạp ấy thì sẽ để nguyên cái líp cũ. Các bạn sẽ dùng một cái gren nối. Các bạn vặn trực tiếp vào cái líp cũ và vặn cái líp này lên cái phần gren nối vừa rồi. Nếu như các bạn mua thì mình sẽ cho các bạn gren nối đấy, hoặc là các bạn sử dụng chính cái gren nối ở trên cái đùi trục giữa của xe đạp ấy, nó vừa với líp đằng sau đấy. Thì các bạn sử dụng đúng cái gren đấy là được. Thì cũng không cần thiết các bạn ra hàng xe đạp xin rất nhiều, hoặc là mua 20-30 nghìn thôi. Đấy. Thì là các bạn sử dụng cái đó. Còn nếu như các bạn sử dụng làm xe scooter, xe đóng mới hoàn toàn ấy, thì các bạn không cần dùng níp cũng được. Bởi vì sao mình nói thế? Bởi vì bản thân trên cái máy này nó có ly hợp. Khi các bạn không ga thì cái ly hợp này nó sẽ buông. Vì vậy xe nó vẫn trơn. Có điều nó sẽ quấn theo cái nhông này thì đấy là điều chắc chắn rồi. Tuy nhiên nó sẽ không lặng lắm, nhưng quấn theo cái bộ nhông này nó cũng sẽ làm một cái phần lặng đi. Thì nếu như các bạn làm được cái líp thì vẫn là hay nhất. Còn nếu không làm được líp thì nó cũng chỉ ảnh hưởng một chút thôi. Thứ hai nữa là mình nói đến cái phần này chính là phần động cơ này, là động cơ 4 thì các bạn ạ. Động cơ 4 thì nó rất tiện lợi cho các bạn, là thứ nhất là nó dùng xăng, mình không phải pha nhớt như cái dòng 2 thì. Thứ hai là dòng 4 thì nó rất là dễ lổ. Nó dễ lổ hơn nhiều so với dòng 2 thì. Và tất nhiên thì với những cái ưu điểm đó thì giá thành nó sẽ cao hơn cái dòng máy 2 thì. Và thứ hai nữa là nó có trang bị hộp số giảm tốc, cho nên là giá thành nó sẽ cao hơn. Cái hộp giảm tốc này nó khoảng 250 nghìn các bạn ạ. Đấy. Vì vậy cho nên là các bạn khi đánh giá một cái giá thành của bộ sản phẩm thì các bạn lưu ý những cái ưu nhược điểm của nó. Đừng đánh đồng nó với tất cả những cái gì ở trên thị trường đang bán hiện nay. Đồ chất thì giá thành nó sẽ khác hẳn. Thường thường thì trên thị trường hiện nay là người ta đang bán máy 2 thì là chính. Vì vậy giá nó sẽ rẻ hơn. Máy 2 thì nó có rất nhiều loại. Bên mình có máy 2 thì nó chỉ có 600, hơn 600 thôi. Thế trong khi đó cái máy này là cái máy kia chỉ bằng số lẻ của cái máy này thôi. Thì với cái bộ này thì bên mình đang bán trọn bộ là giá 1.750.000 đồng các bạn nhé. 1.750.000 đồng là tương đương với một bộ phụ tùng xe điện đấy. Nhưng mà thằng này thì dùng không phải nghĩ đến quãng đường.
Cái động cơ này thì có một cái video mình đã từng giới thiệu rồi. Nó có bơm xăng các bạn nhé. Đấy, nó không sử dụng bình xăng mà nó có cái bơm ở dưới này đây. Đây chính là bình xăng của nó này. Và khi đó thì các bạn dùng cái xăng các bạn đổ ở đây là tự hút lên. Đấy. Thì các bạn là nó gói gọn tất cả trong cái động cơ này rồi. Thứ hai nữa là trong cái này nó có cái bô. Đây cái đầu lỗ này nó có bô giảm ồn ở đây rồi. Đây, các bạn nhìn cái đầu này là cái đầu xả này. Ống xả nó lên này. Thì mình cũng có một cái gợi ý nhỏ, nhỏ nếu như các bạn muốn làm âm thanh nó đỡ ồn lên ấy, thì các bạn lắp thêm một cái đoạn giảm thanh lên trên cái đầu này nữa cho nó êm. Còn tất nhiên thì nhiều bạn thích tiếng kêu của nó sẽ êm hơn rất nhiều. Tiếp đến nữa là cái bộ này là bộ khởi động này. Đấy các bạn chỉ cần giật đầu này. Đấy là được. Còn trên bộ tay ga thì nó có một cái nút để tắt. Thì đây. Trên tay ga là có một cái nút này để tắt này. Các bạn muốn dừng xe các bạn chỉ bấm cái là nó tắt thôi. Thì các bạn đấu xuống dưới cái động cơ này là được. Đây là chỉnh le này, chỉnh gió này. Còn đây là ga lăn ti này. Đây là chỉnh ga ban đầu cái con ốc này này. Đây. Cái con ốc này là con ốc chỉnh ga này. Chỉnh ga có nghĩa là ga lúc đầu ấy. Nó to hay nó nhỏ để máy nó đỡ bị tắt ấy. Là chính con đấy. Còn đấy là phần chỉnh ga các bạn nhé. Còn đây là con buji này. Đây các bạn đổ xăng vào đây nhé. Đây chính là cái đầu bơm của nó này, bơm xăng lên đây các bạn này. Thế khi các bạn đổ xăng mà nó hút lên thôi, các bạn không cần phải chế bình. Ở đây là cái đầu này để đổ nhớt vào đây nhé. Đổ nhớt đấy. Đây là phần giật lỗ này. Thì mình có một cái gợi ý nhỏ nhỏ đối với các bạn mà sau này thích chế xe mà muốn chất ấy. Các bạn dùng một cái đề xe máy ấy. Các bạn lắp một cái bu ly lên trên cái củ đề ấy. Thì các bạn cuốn cái dây này vào này. Thì các bạn bấm thích các bạn bạn nào thích mà không phải giật nhưng mà giật cái lỗ thì các bạn có thể dùng củ đề và cái bình ắc quy nữa. Là các bạn bấm khởi động là cái củ đề nó giật lỗ. Đấy. Khi mình nhả ra thì cái giảm xóc nó sẽ tự quấn lại cái dây ở trên củ đề nó sẽ quấn ngược lại. Rất là hay cho các bạn muốn chế cháo cái gì đó một cách tự động. Còn cái phần đế của nó đây. Cái phần đế của nó thì nó hoàn toàn là cái bình xăng bình thường thôi, chứ nó chưa có đế. Thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào các bạn khi các bạn chế thì các bạn đây nó có bốn con ốc đây. Một con này. Đó. Các bạn đến bên kia một con này, bên này một con nữa này, bốn con này. Thì các bạn làm một cái mặt bích sắt đấy. Các bạn khoan bốn cái lỗ tại bốn cái vị trí như này. Đây bốn cái vị trí ốc đây. Và các bạn đặt dưới cái bình xăng này, làm một con ốc tắc kê kê nó lên để cho nó đỡ ép vào cái bình xăng này các bạn. Thế là các bạn nó có một cái bộ đế, sau đó là các bạn hàn lên khung, hàn vào chỗ nào thì hàn đấy, nó không có gì nó khó khăn cả, nó có vị trí bốn con ốc cho mình làm rồi. Đấy là phần đế. Còn phần để chống giật thì các bạn có thể làm thêm một cái con ốc. Cái ốc này là các bạn vặn này, các bạn trong này này để các bạn níu lên khung xe cho nó chống lại cái lực kéo, nhưng theo mình nghĩ thì không cần thiết bởi vì bốn con ốc đế này là đủ rồi. Đấy, để các bạn làm xe đạp thì chỉ cần bốn con ốc này thôi. Đấy thì các bạn xem cái bộ video này thì các bạn thấy hay thì nhớ comment sản phẩm. Giá thành thì chọn bộ này là 1.750.000 đồng. 1.750.000 các bạn nhé. Giá là giá chưa bao gồm cước vận chuyển. Vận chuyển cái này thì nó nhẹ thôi, cái bộ động cơ này thì nó có khoảng 2 cân rưỡi thôi. Đấy. Còn bộ nhôm xích kia nó khoảng cứ gọi là 1 cân nữa đi, cũng không đến đâu. Đấy thì nó khoảng 3 cân rưỡi thì cước nó rơi khoảng dưới 100 thôi. Khoảng 7 80 nghìn gì đấy.
các bạn đã có một cái bộ đồ này. Các bạn muốn xem cái video test tiếng lổ và cái độ dễ lổ của máy này thì các bạn xem cái video trước mình đã làm nhé. Video trước là có làm về cái ấy, giật phát là lổ phát đấy luôn. Nó không như máy hai thì đâu. Máy hai thì các bạn giật là nổ là rất khó lổ. Đấy, máy này thì mình bán rất là nhiều rồi. Và các bác làm bên máy cấy thì cũng có sử dụng cái máy này. Đấy. Rất là đẹp. Rất là long lanh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Và bật cái chuông thông báo để khi nào mà có video mới ra thì thông báo sẽ gửi đến cho các bạn cập nhật ngay kịp thời. Chào các bạn.